Sau hơn một tuần tranh tài với thể thức loại trực tiếp, giải bóng đá nam thành phố Thanh Hóa tranh cúp FLB trong chương trình Đại hội Thể thao đã kết thúc thành công tốt đẹp tại cụm sân cỏ nhân tạo Việt Hùng. Đội phường Ba Đình với lực lượng đồng đều cùng lối đá hiệu quả đã lên ngôi vô địch. Trong buổi lễ trao giải, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cá nhân như vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất, trao huy chương đồng cho hai đội phường Tân Sơn và Phú Sơn. Để thua trong trận chung kết, đội phường Quảng Hưng giành giải nhì cùng tấm huy chương bạc. Còn ngôi vô địch thuộc về đội phường Ba Đình. Trong khi đó, tại nhà tập đa năng, trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, môn vô vi nam trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thanh Hóa cũng đã được tổ chức thành công với chất lượng chuyên môn cao. Các đơn vị đều đã cử những vận động viên tốt nhất tham dự, nên các cuộc tranh tài đã diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 18 bộ huy chương cho những vận động viên giành giải ở các nội dung thi đấu.